Trời ơi, tụi chị có thể hỏi em thêm một câu được không? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Tại sao trên đời này có nhiều chuyện hy hữu chúng ta không phát hiện mà vẫn có người phát hiện? Cái gì, cái gì? Tôi tại dài sao à, mất hết cái bánh in rồi? Cái đế dài kia đâu ông nội? Cái đế dài kia đâu rồi ông? Sao không có được à, ông vậy ông nội? Ông dẫm, ông đạp kiểu gì? Mà ông xúc đế luôn vậy? Ở trong cái kẹt thôi. Xúc ra thì em sợ phải coi vô đây luôn. Đâu, cái kẹt nào? Cái kẹt số 6 là cái kẹt nào đề nghị? Không sao. Trấn Thành ơi, Trấn Thành. Trấn Thành ơi, anh phát hiện cái đế dài nó nằm dưới đây nè. Xuống đây. Đây coi vui lắm. Nè, cái đế dài. Bộ phận camera. Anh ơi, chứ hai. Trời ơi trời, rảnh ghê. Tôi đã lụm rồi. Tôi đã lụm rồi, lụm cho em đó. Sao tất cả giày lại về lại với nhau. Em. Đây, 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 đây. Hai cái camera. Đây, hai cái đế giày của em đó. Một cái là em nó tự rơi, còn một cái còn lại là mấy anh chị tự lột. Nhưng, thưa quý vị, người ta hát, người ta giảm quá nó xúc cái đế. Tôi không nói, chúng ta kiểm tra đế dài có thanh dân. Bị gì, bị gì? Đúng rồi, đây, 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 một cặp giày cốt nam dân. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đây dạ, là một MC đình đám mà lại một xài một đôi giày. Một cười, ngôi cười sao sân khấu, một MC đình đám của showbiz Việt. Một người mẹ ba con. Không, thưa quý vị, tôi nói thiệt, đây là một sự hy sinh. Cô ấy có thể để cho giày đói, không để các con đói. Giày nó mở miệng ra, luôn nở nụ cười. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi thấm thía cái câu gieo nhân nào gặt quả đó. Ốc Thanh Vân vừa mới vạch mặt bạn kia là một cái đế giày bị xúc, bây giờ quay bị đáp lại bằng hai cái đế giày bị xúc. Ôi, ôi, đôi giày của cô ấy, đôi giày của cô ấy như cá ba sa đang đớp. Em thấy không, gì cái đôi giày của em mà một ngôi sao đã bị vạch mặt. Hôm nay là một ngày vui chơi rất là đặc biệt, và thực sự là về cuối có một tình huống tai nạn xảy ra mà cả trường quay cười ầm luôn á. Cái sự cố mà hy hữu xúc đế giày thì em không muốn, tại vì nãy giờ đứng lâu ngồi lâu quá, nó cái giày nó giãn ra rồi nó bị gớt ra ngoài, mà em sợ sao đó coi em đá xuống cái khe luôn ở dưới luôn, không ai biết đó. Ai ngờ chị Thanh, Ốc Thanh Vân biết, mà chị Thanh Vân, Ốc Thanh Vân cũng bị vậy luôn, bị vậy luôn, bị vậy luôn. Đây á, nó sẽ được trưng bày vô cái viện bảo tàng những cái vật thể mà nó đã tạo nên tiếng tâm của một người nghệ sĩ nào đó. Và tôi xin tặng đôi giày này lại cho chương trình Giọng Ái Giọng Ai. Tặng các bạn, ai muốn dùng thì dùng. Tôi sẽ đi trên đất vào bên trong. Tạm biệt, tặng các bạn nhé. Rồi, chọn người khác là đúng, chính xác. Đúng cái rồi gì? Đó. Em chọn cái nào bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em muốn nghĩ nãy giờ giờ mới ra là cái bài bà em muốn hát lên cho tòa núi. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai, thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 rồi. Nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo dù quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em nói chứ không phải ok. Đúng rồi, cho đúng đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài là bài anh. Đúng không phải của Hương Tràm nhá. Đấu tranh, ơi, nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Tràm rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút hồ. Em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quăng. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu em. Trời ơi, hay anh quá. Hiểu em. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà với anh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok, anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok, hiểu. Ok. Cái gì? Cái gì? Okay, okay. Thành ơi, Thành ơi. Thành ơi. Okay. Thành, Thành. Ồ, Quỳnh Hương rồi. An ủi em đi, an ủi em đi. Chàm luôn, chàm chứ. Sao mà nói vậy tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Mêu, mêu, bình tĩnh lại. Nói sai có một... Em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa. Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nữa muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa. Em không biết mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi, người ta đó. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài này của Hương Trà mà. Mà suốt ngày anh có che em
hợp là em không thích rồi, nhưng mà em cũng là đó thì thì ra cái nguyên nhân chính là ở đây. Bài này là bài của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài này của Hương Trạm. Còn suốt ngày nay em mập lại không thích rồi đó. Đó, nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Trạm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh đi, giờ anh cá vậy không? Anh cãi quậy, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh biết rồi. Rồi. Bây giờ bị. Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộ bài này của Hương Trà. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương Trà anh đại diện cho mọi nhà nha, em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Rồi. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không ngồi bắt chân nghe anh em như vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Không, xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Giang, anh em qua đây. Giang, bình tĩnh lại. Giang, bình tĩnh. Làm sao em ru nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao từ tên anh tên ra hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh muốn hết lên cho thỏa nỗi nhớ. Bưng nó về. Bưng nó về. Đi về. Quá. Với anh giờ này có những điều quan trọng hơn các sự lừa dối là yêu em. Em đúng.